A hậu Phương Nhi đi thi Hoa hậu để chữa bệnh nhút nhát. A hậu Hai Miss World Việt Nam chia sẻ với báo Giao thông về nỗ lực vượt qua sự nhút nhát của bản thân và trải nghiệm chạm ngõ showbiz. Lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc của nữ sinh Phương Nhi gặp không ít khó khăn. Không có chuyện thí sinh đấu đá. Hơn một tháng sau đăng quang, Bảo Ngọc đã lên đường thi Miss Intercontinental. Mai Phương đang chuẩn bị thi Miss World. Phương Nhi có sốt ruột khi mình chưa được xuất ngoại. Hiện tại, tôi vẫn đang ưu tiên công việc của Á hậu và cổ vũ cho các chị tại cuộc thi quốc tế. Bản thân tôi và các anh chị trong ekip đã có những dự định trong tương lai. Tôi cũng chưa biết mình sẽ phù hợp với đấu trường nhan sắc quốc tế nào. Tôi tin tưởng vào ekip và sẽ chờ đợi ý kiến, sự bàn bạc của các anh chị trong thời gian tới. Mặc dù bản thân đã trưởng thành hơn sau cuộc thi, nhưng tôi vẫn mong có thêm thời gian để trau dồi và học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn vì tôi biết bản thân đang thiếu rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng đang trong quá trình định hướng hình ảnh cũng như tìm kiếm cơ hội để có thể tỏa sáng ở mảng diễn xuất. Phương Nhi giờ đây và Phương Nhi trước khi trở thành Á hậu có khác nhiều? Chắc chắn khác rất nhiều. Trước đây, tôi là người rất nhút nhát và e dè trước đám đông, thậm chí khi đứng cầm mic nói thôi đã thấy run rồi. Tôi quyết định thi Hoa hậu cũng là mong muốn chữa bệnh này. Nhưng khi ngồi ở đây với cương vị là Á hậu Hai Miss World Việt Nam, Phương Nhi đã là một phiên bản hoàn toàn khác. Tôi dám nói, dám thực hiện suy nghĩ của mình. Tôi tin rằng, chỉ một vài tháng nữa thôi, bản thân cũng sẽ có sự thay đổi bứt phá. Trong dàn thí sinh, chị là gương mặt mới toanh. Lần đầu chạm ngõ showbiz, cảm xúc của chị thế nào? Tôi là người mới nên mọi thứ rất khó khăn. Trước đây, chưa bao giờ tôi đi đôi giày cao quá 5cm. Khi là thí sinh của cuộc thi, tôi phải sải bước trên những đôi giày cao 15cm. Bản thân là người khá tự ti, ban đầu tôi cảm thấy lo sợ, đúng hơn là choáng ngợp. Tôi choáng ngợp với tất cả mọi thứ. Thậm chí, khi là thí sinh, được gặp các hoa hậu, á hậu, tôi vẫn mang tâm thế của một cô gái nhút nhát được gặp người nổi tiếng. Có được cơ hội trò chuyện với họ tôi đã thấy là trải nghiệm quý giá. Dư luận nhắc nhiều đến chuyện người đẹp đấu đá nhau ở hậu trường. Chỉ có gặp trường hợp tương tự. Thật ra, khi mọi người nhắc nhiều đến chuyện này cũng khiến tôi lo sợ. Nhưng không ngờ, các chị ở Miss World Việt Nam đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Đó là kỷ niệm đẹp thời thanh xuân mà có lẽ không bao giờ quên. Tôi vẫn nhớ, chị Mai Phương với tôi thường cùng chung một nhóm, hay cùng đi chung với nhau. Tôi có tính hay lơ đãng, ngắm trời ngắm mây, dễ mất tập trung. Nhưng chị Mai Phương là một người rất kỷ luật và chị đã dạy cho tôi rất nhiều thứ về kỹ năng catwalk, cách tập trung tập luyện. Chị Nam Em cũng thế. Chắc chắn, nếu không tiếp xúc mà chỉ nghe những thông tin tiêu cực trên mạng, sẽ không thể biết chị ấy ấm áp, vui vẻ như vậy. Nam Em trong mắt, tôi như một đàn chị thực thụ. Chính vì vậy đến với cuộc thi nhan sắc, thay vì tâm lý cạnh tranh, hơn thua, tôi tận hưởng từng ngày. Tôi được ăn ngon, được đi chơi khắp nơi và lần đầu được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Không phải công chúa ngậm thìa vàng. Gia đình chị nghĩ sau khi con gái tham gia showbiz, trở thành á hậu, tuổi thơ của tôi trôi qua rất êm đềm. Tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương, bao bọc của ba mẹ và sự nuông chiều của anh trai. Đó cũng là lý do vô tình khiến tôi trở nên nhút nhát. Khi tôi quyết định thi hoa hậu, gia đình rất ủng hộ. Thậm chí, anh trai còn bảo không nhận ra khi thấy em gái trưởng thành, tự tin hơn. Còn ba mẹ, trước đây gần như không sử dụng mạng xã hội nhưng từ khi con gái thi hoa hậu, mẹ tôi nói rằng điện thoại mẹ lúc nào cũng trong tình trạng hết pin vì đọc tin tức về con gái quá nhiều. Trong suốt cuộc thi, gia đình là hậu phương vững chắc để tôi cố gắng. Tôi hay than thở lắm, nhất là về anh trai. Hơi mệt, hơn hẳn chút tôi cũng than về anh, có lúc hai anh em gọi điện cho nhau mà chỉ khóc. Nhưng chỉ cần sau một đêm nói chuyện với anh trai, ngày hôm sau tôi đã lại tràn đầy năng lượng rồi. Và đúng không khi nói Phương Nhi là công chúa ngậm thìa vàng. Thật ra, gia đình tôi không giàu mà dừng ở mức có điều kiện. Bà mẹ tôi chỉ buôn bán nhỏ lẻ thôi. Từ nhỏ tới lớn, tôi được ba mẹ cung cấp những thứ thật sự cần thiết và ở trong mức độ cho phép, chứ không phải muốn gì được đấy đâu, cười. Hiện tại, tôi vẫn đang thuê trọ như bao bạn sinh viên khác. Hồi năm nhất, tôi cũng từng đi làm part tham bán hàng ở trung tâm thương mại, vừa để có thêm kinh nghiệm, vừa lấp khoảng thời gian rảnh rỗi. Tất nhiên, tôi hiểu lý do cho sự chiều chuộng đó là vì ba mẹ muốn tôi nghĩ rằng gia đình vẫn luôn che chở. Tôi không cần phải bất chấp đánh đổi để có được những thứ mà mình cần. Ngoài ra, tôi được nâng niu như vậy có lẽ vì là con gái út trong nhà, ba mẹ dạy anh trai là phải biết bảo vệ em gái. Còn dạy con gái như kiểu con nhà giàu vậy. Tôi cứ vậy mà được nuông chiều đến tận bây giờ. Đa số thời gian tôi đều ở nhà, tôi lớn lên và chia sẻ mọi thứ cùng ba mẹ và anh trai. Hành trình của tôi có thể dùng một từ là trơn tuột. Từ khi lớn lên cho tới lúc tận bây giờ, cuộc sống của tôi vẫn cứ yên bình như vậy. Nghe thì hơi vô lý, nhưng đúng là đến 20 tuổi, khi đi thi hoa hậu, tôi mới có trải nghiệm, được va chạm nhiều. Được bao bọc như vậy, chỉ có lo sợ khi bước vào mối quan hệ tình cảm. Phương Nhi chưa yêu ai cả, đi thi hoa hậu thì sao yêu nổi. Ba mẹ tôi rất giữ con gái, nếu cho yêu sớm thì ba mẹ cũng lo lắm, cười. Tất nhiên, thời học sinh, tôi cũng từng cảm nắng các bạn nam đẹp trai, học giỏi hay chơi thể thao giỏi. Nhưng chỉ là thích thôi.
Sau này, tôi cũng bị hấp dẫn bởi những chàng trai có chí phấn đấu, hơi quậy một chút. Có người nói rằng, hoa hậu, á hậu khó kiếm người yêu, hay hoa hậu thường yêu đại gia. Nhưng tôi không quan trọng việc người ấy có phải đại gia hay không, mà quan trọng mình cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ. Cảm ơn chị. Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Cô đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành luật thương mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Cô cao 1,7m với số đo hình thể 80-57-88cm. Tại Miss World Việt Nam 2022, cô giành ngôi vị Á hậu 2.